bói nốt ruồi vùng tò mò của phụ nữ và nam giới đoán vận mệnh giàu nghèo không cần xem thầy. Hoan hỷ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của Phong Thủy May Mắn. Quý vị thân mến, người xưa coi nốt ruồi giống như đài khí tượng dùng để dự đoán vận mệnh tương lai của một người. Mỗi nốt ruồi tướng học đều có tầm ảnh hưởng nhất định và có thể gắn với những câu chuyện riêng khó lòng lý giải về cuộc đời mỗi con người, đặc biệt là đối với những người ở vùng kín của đàn ông hay phụ nữ đều sẽ bí mật rất nhiều điều về bản mệnh, số phận cũng như chuyện hôn nhân, tình cảm hay đường con cái của họ. Tất nhiên là còn tùy thuộc vào vị trí, màu sắc, độ thẳng bóng và kích thước mà chúng phát biểu thị sự phú quý, phúc phần, sang hèn của họ không giống nhau. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy May Mắn sẽ chia sẻ với các bạn những bí ẩn đằng sau những nốt ruồi xuất hiện ở vùng kín. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi xem bói nốt ruồi vùng tò mò của nam giới và phụ nữ, vận mệnh giàu nghèo không cần xem thầy. Trước khi đi tìm hiểu về ý nghĩa của các nốt ruồi, ta sẽ cùng định nghĩa lại vùng kín ở đàn ông và phụ nữ sẽ bao gồm những vùng nào. Nhiều người nghe từ vùng kín thì có thể hiểu được là vùng nào trên cơ thể, nhưng đối với nhiều người lại chưa hiểu. Đặc biệt là đối với phụ nữ thì lại có nhiều nơi gọi là vùng kín hơn nam giới. Trong video này, vùng kín của phụ nữ được xác định là vùng dưới hông đến phần đùi, hay trong y học thường gọi là vùng âm đạo của phụ nữ. Để nói ra sát hơn về vùng kín, bên cạnh đó còn có vùng ngực xung quanh nhũ hoa. Đối với cả nam giới và nữ giới thì chỉ là phần dưới từ hông đến đùi, nốt ruồi ở mỗi vị trí có khác nhau. Việc xác định vùng kín để phân biệt các vùng này khác với ngực của phụ nữ cũng được cho là nguồn sáng không mấy khi lộ liễu của họ, từ đó xác định được ý nghĩa nốt ruồi ở vùng kín của cả nam và nữ. Hiện nay có hai loại nốt ruồi là nốt ruồi đen và nốt ruồi đỏ, hay còn gọi là nốt ruồi son. Khi nốt ruồi ở vùng kín có màu khác nhau cũng sẽ mang những ý nghĩa khác nhau. Nốt ruồi có thể mọc ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể của người phụ nữ và nam giới. Ở mỗi vị trí nốt ruồi sẽ mang một ý nghĩa nhất định. Nốt ruồi là gì? Thế nào là nốt ruồi vùng kín? Nốt ruồi chắc hẳn không còn xa lạ với mọi người, nhưng một số người lại dễ bị nhầm lẫn nốt ruồi với những mụn ngoài da khác. Dưới đây, Phong Thủy May Mắn sẽ giải đáp rõ hơn về nốt ruồi là gì, thế nào là nốt ruồi vùng kín. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu nốt ruồi là gì. Nốt ruồi là những đốm đen hoặc là nâu xuất hiện trên da. Bề ngoài, chúng thường nhô cao hay phẳng, trơn láng hoặc là thô ráp. Một số còn có lông mọc tại nốt ruồi. Nốt ruồi thường thì có hình tròn hay là hình oval với đường viền mềm mại. Nốt ruồi xanh là do những tế bào sắc tố dưới lớp chân lông tạo thành. Nốt ruồi màu nâu đen là do những tế bào có sắc tố tập trung ở lớp ngoài da tạo nên. Nốt ruồi đỏ hồng hay nốt ruồi son được tạo thành bởi các vi huyết quản phình lên thành những chấm nhỏ màu đỏ xuất hiện nhiều trên da mặt hoặc là vùng ngực. Nốt ruồi thường xuyên xuất hiện lúc bạn còn nhỏ, mặc dù cũng có trường hợp xuất hiện lúc 30 tuổi. Chúng ở khắp nơi trên cơ thể và thay đổi theo thời gian. Nốt ruồi có thể thay đổi về kích thước và màu sắc hoặc biến mất sau một thời gian, nhưng một số lại không thay đổi nhiều. Thế nào là nốt ruồi vùng kín? Nốt ruồi vùng kín được hiểu là những nốt ruồi được mọc tại vị trí của vùng kín nữ giới và nam giới. Vùng kín ở cả nam và nữ đều được xác định là từ hông cho đến đùi. Đây được cho là vùng nhạy cảm của cả phụ nữ và đàn ông. Hiện nay có hai loại nốt ruồi thường xuất hiện ở vùng kín, đó là nốt ruồi đen hoặc nốt ruồi đỏ, hay còn được gọi là nốt ruồi son. Nốt ruồi ở mỗi vị trí có ý nghĩa khác nhau. Việc xác định vùng kín để phân biệt các vùng này khác với ngực của phụ nữ cũng được cho là vùng kín, không mấy khi lộ liễu của họ. Từ đó xác định được ý nghĩa nốt ruồi ở bộ phận sinh dục, nữ và nam. Ý nghĩa nốt ruồi ở vùng kín phụ nữ và nam giới theo nhân tướng học. Mỗi màu sắc và vị trí mọc của nốt ruồi đều mang một ý nghĩa khác nhau đối với cả nam giới và nữ giới.
Theo các tài liệu mà chúng tôi đã thu thập được, những người có nốt ruồi ở vùng kín đều là những người có khả năng sinh lý mạnh hơn bình thường. Trong chuyện chăn gối, họ là những nghệ nhân luôn làm đối phương thỏa mãn. Nhưng có một điều không tốt, họ là người ham của lạ, lúc nào cũng muốn được thỏa mãn dục vọng của mình. Nói cách khác, họ là người đa dâm. Nốt ruồi ở vùng kín phụ nữ nói lên điều gì? Có nhiều câu hỏi đặt ra là nốt ruồi ở vùng kín của phụ nữ tốt hay xấu? Câu trả lời còn phụ thuộc vào vị trí, màu sắc của nốt ruồi. Ý nghĩa của nốt ruồi ở bộ phận sinh dục nữ. Theo quan điểm của nhân tướng học, phụ nữ có nốt ruồi ở vùng kín ở đây, cụ thể là âm hộ, bất kể là ở trong hay là ngoài, chìm hay nổi, đen hay đỏ, cũng đều là người có tính cách vô cùng mạnh mẽ, có cá tính và có chút ương ngạnh, không muốn cúi đầu trước người khác, nhưng lại là người có tài nội trợ và có danh lợi chức quyền, nốt ruồi ở bẹn. Đối với phụ nữ thì nốt ruồi ở háng hay còn gọi là nốt ruồi ở bẹn, nhất là có nốt ruồi son thì biểu thị của chủ nhân. Những nốt ruồi này thường là những người đắc chí, công việc sự nghiệp của họ luôn thuận buồm xuôi gió. Còn trong lĩnh vực tình yêu, hôn nhân sẽ luôn được may mắn gặp được người chồng tốt. Ngoài ra, nốt ruồi ở bẹn trái phụ nữ là sinh con quý tử, bẹn phải là sinh con gái lành. Nốt ruồi ở đùi. Theo quan niệm của các nhà nhân tướng học, nốt ruồi mọc ở đùi là điều không tốt. Những người có nốt ruồi mọc ở đùi thường không có con hoặc gặp khó khăn vì đường con cái. Người mang nốt ruồi ở đùi đều không may mắn, tinh thần hay bất an lo lắng. Tuy nhiên không phải là tất cả những nốt ruồi trên đùi đều là nốt ruồi xấu. Tùy thuộc vào vị trí khác nhau sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Nốt ruồi ở mông. Nốt ruồi ở vùng kín nữ, cụ thể là ở mông, là những người có năng lực nhưng lại không có phương hướng cho bản thân. Thấy sao làm vậy? Họ có thiên hướng nghệ thuật cao, phù hợp với những công việc, kiến trúc, hội họa. Nốt ruồi ở ngực. Tại vị trí chính giữa hai khe ngực là nốt ruồi hiếm gặp. Người có nốt ruồi này hơi có hướng ích kỷ, thường vun vén lợi ích cho bản thân mình trước khi nghĩ tới lợi ích chung của tập thể. Nốt ruồi trên bầu ngực là nốt ruồi đại cát đại lợi của nữ giới. Những người có nốt ruồi này thường thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, có quý nhân phù trợ và mang lại may mắn cho người khác. Nốt ruồi mọc ở nhũ hoa thể hiện bạn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn, có một người chồng biết yêu thương, lắng nghe và chia sẻ. Nốt ruồi ở vùng kín nam giới nói lên điều gì? Nốt ruồi ở mông nam giới, sở hữu nốt ruồi ở mông là người có năng lực, tính cách khôn khéo và được nhiều người quý trọng, thông minh và có cách giao tiếp tốt, hay được mọi người giúp đỡ, nhưng lại lười biếng, dễ bị chôn vùi tài năng. Tuy không được khá giả gì, nhưng chuyện tình cảm vợ chồng lại khá hòa thuận. Nốt ruồi mọc ở đùi. Nốt ruồi mọc ở đùi kể cả trước hay là sau, kể cả nốt ruồi đen hay đỏ thì đều là người gian xảo, mưu hèn, kế bẩn, nói một đằng là một nẻo. Nốt ruồi mọc trên dương vật. Nếu nốt ruồi ở chỗ kín đàn ông có màu đen thì cần phải cẩn trọng khi quan hệ vợ chồng, vì trong hôn nhân dễ xảy ra mâu thuẫn, đặc biệt là trong chuyện ấy. Có thể gây ra tình trạng thượng mã truy phong. Còn là nốt ruồi đỏ thì mang mệnh sinh quý tử, con cháu đầy nhà, có tiền tài phúc lộc trong công việc và cuộc sống. Nam giới có nốt ruồi ở bìu, có công việc làm ăn vô cùng thuận lợi, tấn tài tấn lộc, có mệnh sinh quý tử, đông con, đông cháu, ngoan ngoãn thảo hiền, hậu vận não niên. Nốt ruồi ở ngực nam giới. Nốt ruồi ở ngực trái. Có một hôn nhân không được suôn sẻ, đời sống tình cảm thì không mấy vui vẻ hay suy tư và trầm lặng. Con cái chính là mục đích để duy trì hôn nhân của họ. Nốt ruồi ở giữa ngực là nốt ruồi xấu, có tướng sát thê, khắc con. Nam giới có thể tẩy bỏ nốt ruồi để tránh điều không lành xảy ra trong tương lai. Nốt ruồi trên ngực phải. Người có nốt ruồi này thường đủ ăn, đủ tiêu, cố gắng nhưng khó có thể giàu được. Nhưng bù lại, họ lại có đông con cháu và gia đình sung túc. Nốt ruồi ở vùng kín phụ nữ và đàn ông theo y học. Bản chất của nốt ruồi chính là tổn thương tế bào sắc tố da. Những tế bào này có nguy cơ nhất định về ung thư hóa.
Trong đó, nốt ruồi bẩm sinh khổng lồ có nguy cơ phát triển ung thư cao nhất, tỷ lệ 13%. Các nốt ruồi ở vùng kín nam giới hay là nữ giới đều có sự thay đổi nhất định về kích thước, màu sắc, bề mặt, ranh giới, cũng trở thành dấu hiệu cảnh báo ung thư. Thay đổi về kích thước, những nốt ruồi bẩm sinh nhưng lớn nhanh hơn sự phát triển của cơ thể. Thay đổi về bề mặt, nốt ruồi đang nhẵn nhụi, nhô hẳn lên. Thay đổi về màu sắc, đang đậm chuyển nhạt, đang nhạt lại chuyển đậm hoặc là chuyển loang lổ, xuất hiện thêm nhiều màu khác. Thay đổi về ranh giới, nếu như đường viền ngoài của nốt ruồi bị mờ, không rõ nét đường biên giữa da và nốt ruồi, khác thường với các nốt ruồi khác thì đó cũng có thể là cảnh báo ung thư. Các loại bệnh lý khác có nốt ruồi báo hiệu ung thư bao gồm ung thư da, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư đại tràng. Ngoài ra, một số triệu chứng khác như là chảy máu, loét ngứa từ nốt ruồi cũng cần lưu ý đến nguy cơ ung thư. Thông tin được quan tâm nhiều nhất: có nên xóa nốt ruồi ở vùng kín? Vậy, có nên xóa nốt ruồi ở vùng kín hay không? Dựa vào những thông tin bên trên, bạn có thể biết được những nốt ruồi tốt hay xấu khi ở vị trí nào tại vùng kín. Nếu nốt ruồi cảnh báo điểm xấu thì bạn có thể cân nhắc đến việc xóa đi. Tuy nhiên, đây cũng là quan niệm tướng số, bạn không nên quá tin tưởng mà ảnh hưởng đến tâm lý bản thân và cũng không nên lấy đó để đánh giá tính cách của người khác. Nếu không may, vị trí nốt ruồi ở vùng kín của bạn không tốt thì cũng đừng quá lo lắng, mọi việc sẽ được hóa giải bằng những việc tốt, tích đức mà bạn đang làm trong cuộc sống. Phần tiếp theo của chương trình lần này, chúng tôi sẽ tổng hợp 3 con giáp cần chú ý nhất trong năm nay khi có nốt ruồi tại vị trí này. Đầu tiên là tuổi Tý. Vào năm 2020, tuổi Tý rơi vào năm bản mệnh khi kết hợp với các nốt ruồi mọc tại vị trí này, dẫn tới tài vận tuổi Tý năm nay không có quá nhiều thu hoạch, chi nhiều thu ít nên hạn chế đầu tư cho vay hoặc hợp tác làm ăn. Kèm với đó gặp phải thần sát tỷ kiên chủ về tranh chấp, bị tiểu nhân quấy phá, mang lại điều không may mắn. Nên nếu mệnh chủ có ý định kinh doanh, cần vô cùng cẩn trọng, tốt nhất không nên mở rộng làm ăn trong năm nay. Nếu nhất thiết cần mở rộng, phải hết sức chú ý về phần điều khoản hợp đồng và các loại giấy tờ có liên quan. Khi bước vào những lĩnh vực làm ăn mới, cũng cần phải hết sức cẩn thận, nên lấy sự ổn định làm đầu, tránh phá tài tán của. Cần tìm hiểu kỹ những lĩnh vực chuẩn bị đầu tư để đưa ra những chiến lược hợp lý phù hợp. Chỉ nên đầu tư vào những ngành nghề mà mình đã hiểu rõ để tránh rủi ro có thể xảy ra. Do vậy, năm nay, đối với mệnh chủ cần phải sử dụng vật phẩm bát bảo tâm kinh để mang lại bình an, may mắn cũng như sức khỏe cho mình. Tuổi Ngọ. Lục xung tuế phá, nhiều lo lắng u buồn, ít niềm vui, lấy may mắn đẩy lùi vận hạn. Khi gặp phải nốt ruồi tại vị trí này nữa thì cần phải đặc biệt chú ý về đường tài lộc của mình. Năm Canh Tý 2020, Ngọ dương hỏa và Tý âm thủy chính xung dẫn tới mệnh chủ tuổi Ngọ năm nay bị thái tuế phá, tức là nặng nhất trong phạm thái tuế, lại còn có những hung tinh lan can, đại hao, bệnh phù, thiên khốc, tai sát, chiếu mệnh. Điều này nói lên tuổi Ngọ năm nay nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế, Tý, dương thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Sao tai sát sẽ cản trở công việc phát triển, dễ mất tiền bạc của cải, cũng không có lợi cho sức khỏe. Phương diện tình cảm sẽ có nhiều biến động, thành công hay thất bại tùy vào sự nắm bắt cơ hội của người tuổi Ngọ. Tuy vậy, lại có các tinh nguyệt không nhập mệnh có thể hóa hung thành cát. Bình thường nên làm nhiều việc tốt, từ thiện, dĩ hòa, vi quý, vô hình chung sẽ gia tăng vận khí. Mọi người thường nói thái tuế đương đầu tọa, vô hỷ tất hữu họa. Vì vậy, tuổi Ngọ năm nay cố gắng lấy may mắn để xóa bỏ vận hạn. Như vậy có thể giảm bớt sự ảnh hưởng của hạn xung thái tuế. Để cho vận trình năm 2020 được thuận lợi may mắn, ngoài mệnh chủ sẽ cần sử dụng kim bài thái tuế năm 2020 luôn mang bên mình để nghênh đón thái tuế. Và đối với mệnh chủ tuổi Ngọ thì sẽ cần phải sử dụng vật phẩm minh quang pháp bảo để hóa giải, mang lại tài lộc cũng như hỗ trợ về con đường công danh sự nghiệp cho mình. Tuổi Mùi.
hại thái tuế, mọi việc không thuận lợi, tất cả mọi thứ nên thận trọng. Khi kết hợp với nốt ruồi tại vị trí này sẽ cần đặc biệt chú ý về các mối quan hệ. Năm nay, mệnh chủ sẽ có thể bị thị phi bủa vây. Vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, mệnh chủ tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, còn được gọi là hại thái tuế. Tam mệnh thông hội có nói, thái tuế rơi xuống có tai họa, hình trùng phá hại quỷ đưa đẩy. Lưu niên, nếu còn gặp kỵ thần, đầu rơi máu chảy, khó tránh thoát. Hơn nữa, năm nay còn gặp sát diệu như bạo bại, thiên ách, nguyên thần, vận trình của mệnh chủ tuổi Mùi dễ gặp phải khó khăn trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng ở mức độ không giống nhau. Đặc biệt là ở việc tăng tiến lên vị trí cao hơn, cạnh tranh cương vị hoặc phát triển sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Mùi là thời kỳ then chốt lưu niên có thương quan lộ ra. Nhất định phải chú ý tránh việc để lộ tài năng hoặc thích đao to búa lớn, để tránh thất bại trong gang tấc, bị người đố kỵ ghen ghét. Đương nhiên, mệnh chủ tuổi Mùi không cần phải quá lo lắng đến nỗi bất an, bởi vì năm nay gặp Long Đức, Tử Vi, Địa Giải, Thiên Ất Quý Nhân. Đây là các cát tinh giúp hóa giải vận hạn. Vì vậy, bình thường luôn giữ những suy nghĩ lương thiện cùng với một lòng biết ơn, dĩ hòa vi quý, cư xử chân thành, có các mối quan hệ làm ăn tốt, có thể ở những lúc đi xuống hoặc là thời điểm quan trọng nhận được sự giúp đỡ của bạn bè xung quanh, cấp trên, đồng nghiệp, cộng sự hay là khách hàng. Hàm chi đóng mệnh, vậy nên vận trình tình duyên của mệnh chủ tuổi Mùi cũng sẽ có những biến động lớn cần phải chú ý rất nhiều. Tóm lại, năm 2020, mệnh chủ tuổi Mùi hại thái tuế, kiến nghị mọi việc nên giữ gìn, đừng bay cao, bay xa, có thể điều chỉnh mong muốn, miệt mài tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trí tuệ, đợi đến khi thiên thời địa lợi thì có thể phấn khởi tiến lên, phát triển cơ đồ để cho vận trình năm 2020 được thuận lợi may mắn. Ngoài ra thì mệnh chủ sẽ cần sử dụng kim bài thái tuế năm 2020 luôn mang bên mình để nghênh đón thái tuế năm nay, và đối với nam mệnh chủ cần phải sử dụng vật phẩm bát bảo tâm kinh, nữ mệnh chủ sử dụng vật phẩm quý nhân nạp tài. Đây là những trang sức hộ thân có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Đặc biệt giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Qua những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ về nốt ruồi ở vùng kín nữ giới và nam giới, có lợi hay có hại, có nên xóa nốt ruồi ở vùng kín ở trên? Bạn đã tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của mình hay chưa? Tuy nhiên, bài viết của chúng tôi chỉ mang tính chất tham khảo, bạn đừng nên quá lo lắng về những nốt ruồi ở vùng kín của mình. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.